Vâng, và đây tiếp theo bộ combo nữa là của anh Tài ở Bình Lục, Hà Lan. Anh lấy cho mình một đô la Wewood G2000, đô la Wewood G2000 và một con đẩy liền vang DSX7 và vẫn những là bộ mic đi kèm. Và bên em cũng chuẩn bị xuống Bình Lục, Hà Lan, thì anh Tài anh chờ em trong tầm khoảng 1 tiếng rưỡi là em sẽ đến gia đình nhà anh và bên em sẽ lắp đặt và cũng như quay lại cái video review lại cho các bác và anh em cũng như anh Tài trải nghiệm nhé. Đây, đô la Wewood G2000 thế hệ mới năm 2021. Tôi rất là cảm ơn anh Tài nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Zika Audio ngày hôm nay ạ. Hôm nay Zika Audio sẽ xuống Hà Nam để chống dịch các bác nhé. Đây Zika Audio đang trên cái đường, từ cung đường từ công ty tới nhà bác Tài ở Bình Lục, Hà Nam ạ. Trước khi đi mà Zika đã check lại với cả bên anh Tài là dưới anh thì chống dịch như thế nào, thì anh bảo là cái vùng anh vẫn rất là an toàn và mọi người vẫn đi lại bình thường. Nên Zika xuống đó thì đi chống dịch luôn bây giờ. Rất là mong các bác hãy theo dõi hành trình của Zika nhé. Zika đã đến Hà Nam để chống dịch rồi ạ. Đây các bác ơi, anh trước là anh Tài đấy. Anh đang dẫn đường. Vừa đúng cái xe đi chậm chậm thôi, căn cho chuẩn. Đây đó. Đấy, bác làm một lấy bộ giống của anh Tài ở Bình Lục, Hà Lan thì hãy liên hệ cho bên em theo 2 số hotline trên video nhé. Đó là Wewood G2000, trưng bày quá đẹp luôn. Đó, bộ này hài lòng không anh? Hôm nay nói chung là anh theo dõi nhiều rồi. Đấy, theo dõi. Qua cái anh tối qua anh điện cái bảo hôm mai chở cho anh. Vâng, nghe rất là sống động. Đấy, có dịch vụ lắp đặt tại nhà nữa thì các bác và anh em quá yên tâm. Đấy, anh xem rồi, xem cái này kênh của mình lâu rồi đấy. Anh rất là yên tâm, xem một đêm chốt luôn. Đây, đánh rất là hay. Tất cả những sản phẩm này bên em bảo hành cho anh 1 năm nhé. Có tem bảo hành hết rồi ạ. Thì anh cứ gọi điện cho bên em theo 2 số này ở trên video ấy. Đó, đó là Wewood G2000. Đấy, mới chiếc điện này. Rất là cảm ơn anh Tài. Bật mic lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rất là dễ, đặc biệt là có thể liền vang này hát rất là ngọt ngào. Đẩy X7 và làm nốt G2000. Tôi đã giảm được hơn 3 kg. Vâng, chuẩn bị anh chị thanh toán là bên em lại lên đường trở về công ty. Mọi thông tin chi tiết các bác có thể liên hệ theo hai số là trên video để được tư vấn miễn phí cũng như đến lắp đặt tại nhà.